Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn các cái mẫu hoành phi câu đối. Thì trong video clip này chúng tôi cũng giải thích luôn vì sao lại gọi là hoành phi. Thì hoành là bức gỗ nằm ngang, còn phi tức là phô bày, tức là một bức nằm ngang, bức tranh gỗ nằm ngang phô lên cái vẻ đẹp. Và bức hoành phi này chúng tôi làm kích thước là dài 2m17, rộng 6-7. Mẫu là mẫu mới của chúng tôi, làm theo yêu cầu của khách hàng Hải Phòng. Giữa các cái chữ nho chúng tôi có làm mật nguyệt, và xen kẽ là chúng tôi có những cái đám mây. Và phần khung khung dưới chúng tôi chạm hoa hồng, xen kẽ là gấm hoa chanh. Và phần khung trên chúng tôi chạm là cuốn thư. Và giữa bốn chữ nho này chúng tôi có chạm một chiếc mặt nguyệt. Đây là phần khung trên, chúng tôi làm bức cuốn thư nhỏ. Phần khung là chúng tôi làm dày 7 phân, ván chúng tôi làm dày 3 phân. Hàng rất là đảm bảo tới quý khách hàng, hàng dày dặn chắc chắn. Video thì đang được quay trực tiếp tại xưởng sơn đồ thờ cúng tâm linh của cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Chúng tôi được biết gần đây cái nhu cầu chơi về hoành phi câu đối của khách hàng càng ngày càng cao. Có những khách hàng đặt tấm hoành phi liền khối, chúng tôi cũng vẫn nhận và thi công, thì giá thành nó sẽ cao hơn cái bộ sản phẩm là nong khung như này. Thì nếu là ván liền tấm thì giá thành gỗ nó đã lên cao rồi, chứ chưa nói đến công. Thì quý khách ưng mẫu sản phẩm nào về hoành phi câu đối thì quý khách hãy gửi về cho chúng tôi qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Gần đây thì cũng có vài người thắc mắc là tại sao lại có phụ đề phía dưới. Thì chúng tôi liên tục cải mẫu và ra mẫu. Thì đúng như các cụ ngày xưa thì chỉ làm chữ Hán nôm. Còn bây giờ thì thế hệ con cháu sau này không hiểu về nho giáo và cũng như chữ Hán nôm, thì chúng tôi có làm phần phụ đề phía dưới cho quý khách dễ hình dung. Hiện tại thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đang hoàn thiện rất nhiều các cái đồ thờ cúng tâm linh như cửa võng, hoành phi câu đối để bàn giao kịp tiến độ cho các khách hàng đã đặt hàng, và các cái mẫu bàn thờ ô sa, khám thờ. Chúng tôi làm cơ sở sản xuất đồ thờ lớn nhất miền Bắc về cái độ sản xuất về hoành phi câu đối cũng như là tượng thờ, khám thờ. Hoành phi thì thường là hoành phi ba chữ, mà gần đây thì nếu thờ ở nhà thờ hoặc là đình thờ thì có thể lên 4 chữ, 5 chữ. Và rất nhiều các cái bộ chữ để quý khách tham khảo như Đức Lưu Quang, Vạn Thế Trạch, Ẩm Hà Tư Nguyên, Lưu Phúc Lưu Ân, Ngũ Phúc Lâm Môn, Vạn Cổ Trường Xuân hay là Vạn Cổ Anh Linh, Phụng Gia Tiên, Phụng Tổ Đường, Phúc Mãn Đường. Rất nhiều các cái bộ chữ mà quý khách có thể tham khảo. Chúng tôi liên tục giới thiệu tới quý vị và các bạn. Thì quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái sản phẩm cuốn thư câu đối, hoành phi. Và trên màn hình các bạn đang xem đây là hai cái giá chuông chúng tôi làm cho nhà thờ ở Hải Phòng. Nhà thờ cũng đã sắp xong và tháng 8 này chúng tôi sẽ bàn giao về với chủ mới. Đây là cuốn thư Phượng Hoàng, chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Bên trái là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, còn bên phải là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Thì bên cạnh các cái mẫu câu đối này, chúng tôi còn rất nhiều các cái video clip giới thiệu về sản phẩm đồ thờ cúng trong trang chủ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể truy cập vào xem thêm. Chúng tôi sẽ để ở cuối video các cái sản phẩm đa dạng, quý khách có thể kích vào đó, như sập thờ, khám thờ, cửa võng. Quý khách hãy tìm Hoành Phi Câu Đối trên YouTube của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi đã lắp đặt và bàn giao rất nhiều. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video của chúng tôi. Quý khách hãy nhấn vào đăng ký kênh
để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường đồ gỗ online. Chúng tôi có thể giải đáp thắc mắc của quý vị. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới video thì chúng tôi sẽ trả lời, giải đáp thắc mắc.